Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi matching của mấy người lạ, trà trộn cộng đồng đấy mà anh em. Thì cái series này thì được anh em đón nhận rất là nhiều, nên là mình sẽ cố gắng làm nhiều hơn. Thì đấy, vừa nhảy xuống thì đã dã cho mầm rồi, súng thì chưa có, đậu xanh luôn. Đây là đi đâu vậy anh trai, đi đâu vậy anh trai, thành niên dã luôn anh em ơi. Thì trận này thì mình có follow theo người lạ. Và người lạ của mình tay to nhảy thẳng vào trong, coi như thế nào là gì sọt luôn. Đậu phộng và người lạ hẹo mợ luôn rồi anh em ơi. Heo heo cái gì, bình tĩnh. Được rồi, từ từ đã. Bình tĩnh nào. Xa đến ngoài rồi này. Xa đi ra đâu. Có ra đê thôi. Rồi ông số 1 thì out luôn rồi. Sau khi mà coi như thế là mời được mình vào thì à đâu, ông số 3 chứ, ông số 3 gọi là invite bọn mình vào và nhảy thẳng vào resort. Mình cứ ngờ đâu là uầy, trận này mình sẽ được gặp tay to gánh team, nhưng mà không anh em ạ. Như vậy là out rồi. Và mình chỉ cứu được một người lạ, đó là người lạ số 4 thôi. Không biết là ông ấy có trụ được hay không đây. Đây này, đang sát mình rồi. Lốc được một team rồi anh em ạ. À, vẫn còn nằm đây rồi. Luôn cho bạn đỡ phải rì bọt này. Đây này, trên đầu mình. À, quên mất, lúc trên đầu trong cái khuôn viên này ít nhất là còn tầm 2 thằng đang nhảy nhót này. Nhót cái quần què gì đây không biết. Nhảy làm cái gì, mình biết các cậu ở đấy rồi. Khổ lắm cơ. Mình không mắc lừa đâu. Mình sẽ ngồi đây rình. Mình sẽ ngồi đây rình nha anh em. Đợi cho mấy thanh niên này không gọi là nghe thấy tiếng của mình nữa, nòi ra đây là mình phang luôn. Vẫn cứ nhảy này. À này, còn ngồi uống nước à. Ui giàu thế nhờ. Được thực sự luôn các cậu ơi. À, đi mà không để ý này. Ngáo ngơ là phải trả giá ngay. Còn một tên nữa, còn một tên nữa. Nào ra đây. Bây giờ mình vứt cây đạn này đi. À đây rồi. Đi không để ý này. Đây là hai thanh. Ôi anh em nhìn kìa, súng ui rồi, nó dã rau khắp mọi nơi luôn, everywhere luôn. Thế là hai thanh niên này, ô thế là bọn này khác team anh em ạ. Tại vì vừa nãy mình knock 3 rồi, bây giờ knock thêm 2 nữa, vậy là hai thanh niên này khác team. À chạy lên kìa, chạy đi đâu, em đi đâu về, mà tóc đầy me. Bây giờ thì mình đẩy lên luôn anh em ạ. Đấy lên luôn, không cho gọi là thanh niên này kịp trở tay thay quần áo. Nào bước ra, bước ra đây, bước ra đây. Trời ơi, làm sao mà kịp trở tay. Ui, còn, ui, bình tĩnh bạn ơi. Mình nhặt đạn á, ui anh ơi, anh gì ơi. Bình tĩnh, tất cả, tất cả đều phải bình tĩnh. Vội thế, sao anh vội thế. À, còn một tên bên ngoài, mình đẩy ra luôn. Đây này, ngồi bên góc bên phải, à đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Làm sao mà chạy được với mình. Mình nghe nó cứ phải gọi là mướt mườn mượt. Ở đâu mà mình chẳng biết. À còn một tên nữa, còn một tên nữa. À chạy đâu. Hello anh trai. Cởi chuồng à. Úi thôi, cởi chuồng chạy tắm mưa này. Cởi chuồng tắm mưa này. Úi ôi, không chết. Ui ra bắn nó đi cậu ơi. Ui kia. Trời ơi. Trời ơi tài phạm ơi. Tí nữa thì mình hẹo bạn mà nhảy ra gọi là 0,1 giây nữa thôi là nó gạt chết mình. May quá anh em ạ. Đấy anh em thấy không? Còn một mình nó là nó búp sức mạnh ấy. Nó gạt ngay đấy. Mấy thanh niên này gọi là không phải là cũng nói chung là cũng đúng thôi. Tại vì là bước đường cùng rồi, còn một mình nó mà nó gạt được ai thì nó gạt. Vào mình cũng thế thôi. Mình đi thôi. Đây vào trong đến gọi là bốt cam rồi. Lúc nãy mình đi thì trên đường mình có hốt được con bốt thôi. Nhưng mà đoạn này hơi dài thì mình cũng xin phép cắt bớt đi. Xem cho đỡ nhàm anh em nhá. Lâu lắm rồi mình vẫn chưa khỏi ho anh em ạ. Con bốt cam thì... À có tiếng, đây rồi. À chạy à. Chạy đi đâu này anh trai. Chạy này. Xong luôn một cháu. Tại vì lúc mình nãy mình chạy tới đây thì có nghe tiếng súng mà. Xe vất còn liền xiển ở đây này. Ngắm nghía này.
nốc thêm. Không có thằng chạy tới. Đây rồi, lại cởi chuồng này. Này thì cởi chuồng này. Rồi ba thanh niên rồi, còn một thanh niên nữa thôi. Cởi chuồng đi đâu? Việt Nam à? Được thực sự, chúng mình đồng minh à, đồng hương đó. À, trên nóc này. Trên nóc này nào. Bước vào đây. À, nhảy xuống à. Nhảy xuống này. Nhảy xuống này. Nhảy vào nồi thôi. Ui dồi ôi, cái tầm này á, mình nghe nó cứ bị ghê đấy. Bạn chỉ cần gọi là một tiếng nho nhỏ phát ra thôi là mình biết bạn ở đâu ngay. Hình như thằng này nó vừa gạt dò được cái thằng mình vỉa ở bên kia. Thế là vẫn nốc. Như vậy là vẫn còn ở trong khu vực này. Đây này, mình nhảy lon ton đây, bắn mình đây. Bắn đi mấy anh trai ơi. Em gọi là thèm khát đạn lắm rồi. Anh làm ơn cho em vài băng đi. Sấy đi. Bắn em đi. Cho em biết anh ở đâu. Ít ra thì chúng ta còn coi như thế là biết được mặt nhau. Còn bò này khốn nạn thế nhở. À này, bò khốn nạn. Còn bò còn hơi to anh em ạ. Ôi, mình chạy như thế này mà nó không bắn mình luôn. Đậu phộng các bạn luôn. Bắn đi. Ui, làm gì có mấy ai chạy lông nhông cho các bạn bắn. Như vậy là không bắn. Có tiếng. À đây rồi. Trong kho. À kia chạy ra kìa. Chạy ra này. Ui. Nào hello bác Tài. Bác Tài trốn à? Trốn đâu? Hello. Hello bác Tài. Ui. May mà mình phản ứng nhanh. Nhưng mà mình nghĩ là chỉ là hình như con bốt thôi anh em ạ. Mình quay bên trái thì nó ở bên phải. Thôi, mình cũng liếm xong cái thằng này thì mình gọi là đi tìm tiếp. Lên đây ăn cái thính cái nhẹ. Thính gọi là ở đây ngon mà. Ơ, có à, có thằng đi ăn thính. Đây rồi. Ê. Lên đây ăn thính này. Trời ơi. Cái gì Marvel đao à? Đao quần què gì cũng phải lặm xuống thôi. Làm sao mà ăn được cái thính của mình. Thôi được rồi, mình không bắn M249. Trận này mình không chơi M249 luôn. Hai người lạ của chúng ta lặm xuống rồi. Mình lên trên cái đồi bên trên đây. Đây lên trên này cho nó check cho nó thoải mái anh em ạ. Bò ở trên này mà. Lên là lên trên đây check cho nó uy tín chất lượng cao. 77 hàng đào các thứ. Ui. Cái gì đây? Vãi nồi à. Bố ơi, trời ạ, bố nằm xong rồi. Cái tên đấy mà nó sấy mình là mình chết luôn rồi. Tự nhiên nó lại còn phải đứng dậy để nó bắn mình chứ. Cái tên đấy mà nó bắn mình là mình hẹo rồi. Dưới này cũng là còn tiếng bắn các cậu ạ. Như vậy là thanh niên này nằm ở trên này một mình rồi. À, smoke kìa. Smoke, thấy rồi. Số 4 ơi, smoke ở đây này. Smoke ở trước mặt hướng 240. Thế nào dưới này chúng nó đang combat anh em ạ. Bò thù rồi. Smoke kìa, đây mình ping cho này. Ping này. Enemies ahead. Đấy, enemies ahead đấy. Đâu rồi ta? Úi. Ôi, bắn gì vậy cậu? Bắn vậy nộ rồi. Thôi xong. Đã chắc cái thanh niên này nhìn thấy rồi. Mình đã nhìn thấy quần què đâu. À, ngó trong cửa sổ kìa. Thấy rồi nhá. Nào. Ngó trong cửa sổ này. Đây. Nào, let's go. Đi cậu ơi. Số 4. Đi. Nhanh. Phần thưởng dành cho ai chiến thắng thôi. Ui, cái gì đây? Ui rồi. Thôi xong rồi. Thôi, toang rồi. Ui, mình chạy xuống mình không để ý chứ. Cứu. Cứu. Help. Heo này. Số 4. Trời ơi ông ơi, cứu tôi cái ông ơi. Heo này. Ui bố ơi. Cứu mình với, nhanh, không có đẩy lên bây giờ. Đúng rồi, cứu, ngồi dịch xuống. Ok rồi. Đậu má, quả đấy mình đẩy hơi vội anh em ạ. Hơi vội. Thế là bị thanh niên ở bờ sông vã luôn. Ok rồi. Mình mà cứu dậy thì bạn chết chắc với mình rồi. Lên trên, quay lại đi. Chỗ này hòn đá nó hơi thấp. Không được rồi. Lên trên. Lên trên này nhòm tí thôi. Ui.
Chỗ này nhòm thì nghe vẻ nó cũng hợp không hợp lý lắm anh em ạ. Như vậy là ở dưới này còn một thằng, bên kia một thằng. Mình lên trên cao đi. Đây mình lên trên cao này cho nó an toàn. Mình chạy vào một vòng xu luôn. Đấy đấy, ui, cái gì đây? Đằng sau có tiếng. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Dưới này có tiếng. Ui, bốc. Ô, bốc khói rồi. À, thằng bốt cam nó giết. Đây đây, từ từ đã. Sang bên này để mình check cái hai cái thằng mà vừa nãy đoán mình ấy. Một thằng ở bờ sông đấy. Kiểu gì nó cũng phải chạy lên thôi. Thằng này không thể thoát, không thể chạy đi đâu được. Không thể nào mà chạy được. Bây giờ nó chạy kiểu gì? Chạy kiểu gì vẫn chết được. À đây rồi. Nom dom. Này thì nom dom này. Bắn làm sao mà kịp, còn một tên nữa. Này thì nom dom này. Vừa lấy gọi là gạt mình. À đây rồi. Này thì nom dom này. Xong luôn. Động phộng. À cái thằng này là cái thằng. Đây là thằng này. Ui, cái tốc biến này. Vãi nồi ạ. Thằng này nát. Như vậy là một cái thằng này là vừa mình nốc ở trong nhà thế. Mình nhớ không nhầm là cái thanh niên này, cái thò là thanh niên thò ra cửa sổ đấy. Mình lốc được. Dưới này còn một tên nữa. Có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây này. Ở uống bình nước đã. Trong bốt cam còn. Như vậy là mình đang ở gần à, mình đang ở giữa bo rồi. Cái căn nhà trên đồi là giữa bo. Có tiếng nhẹ nhẹ đây. Cầm Uzi ra cho nó chất anh em ơi. Nào bước vào đây. Bạn bước vào đây xem là Uzi tầm gần nó bá như thế nào. À lo do lên à. Nào rồi. Này thì no do này. Clear luôn thằng tên này. Còn một tên nữa, mình vừa thấy luôn. Như vậy là hai tên mình tưởng cùng một team chứ. Nào, còn một tên ở dưới này nữa. Hình như thấy tảng đá trước mặt mình thôi. 340. Này. Tặng cho bạn quả bom này. À, ui, cái đầu. Cái đầu này, cái chóp này. Ui dồi ôi, nó lại hơi dễ. Ngọ. Ui. Thôi, em xin lỗi em. Thôi. Đau thế. Ây à, nó chơi phát viên M24 vào đầu mình. Đau thực sự luôn. Bình tĩnh anh trai, làm gì căng thẳng thế. Chúng ta cùng ngồi xuống đây ăn miếng bánh, miếng trà. Ui thôi. Ôi xong. Rồi, ngồi im. Trên có, dưới có. Thế là còn 5 tên. Như vậy là 2 team anh em ạ. Hơi đông. À đủ, nó mở góc rồi này. Ui, bình tĩnh. Rồi, thôi. Xuống dưới. Đừng ngồi đấy ông ơi. Đừng ngồi đấy. Bọn, á, đẩy lên đến gần rồi à. Nào, bơi vào đây. Nào. Bơi vào đây. Ui giời ơi, Uzi nó mạnh lắm. Còn một tên nữa. Bơi vào đây. Này thì ngó này. Nốc 2. Như vậy là bên trên còn. Này thì định đẩy này. Đẩy vào hòm. Rồi thấy chết nó đi cậu ơi. Còn cứ sử bên trên là mình băm được bọn bên dưới này. À chạy kìa, nhấp nhô này. À nó nhảy trên mái nhà rồi. À nhấp nhô mái nhà kìa. Toko à. Nào Toko, bơi vô đây là mấy cậu. Nó không ngồi. Bọn chuyên nghiệp đấy. Nhấp nhô chứ nó không ngồi im các cậu ạ. Nào giết nó đi cậu ơi. Thôi rồi. Trời ơi, số đồng đội của mình nốc rồi. Khó rồi. Ui, để lại cho mình tận 3 thằng. À, thế là còn một team à? Có 2 thằng. À, 2 thằng, một thằng ở trên này. Một thằng ở trên này. Nào bơi vào đây. À, gần mình rồi. Nào bơi vào đây. Gì đấy? Á đủ. Ui, đau đau. Ui, toàn. Thôi anh đi ơi. Thôi anh đi ơi. Trời ơi, nó lại dễ quá cơ. Ui, một pha xử lý nó cứ gọi là mướt bườn mượt các cậu ạ. Ui, đi tầm gần nó bá lắm. Nó cứ phải gọi là giấy, nó cứ phải gọi là nét nẹt luôn. Ok, như vậy là mình cũng hoàn thành xong một trận đấu top 1. Automatic luôn đấy nè. Đầu game thì cứ tưởng là tay to cơ, nhưng mà thanh niên ấy chết luôn rồi. Rồi thì sọt nơi mà đông vãi cả nồi anh em ạ. Mình cũng giành được tới 23 kill. Gánh được tất cả người nạ chúng ta vào top 1 rồi. Anh em nào thấy hay thì đừng quên cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ clip nha. Anh em những clip tiếp theo. Bye bye.